Chào các bác. Hôm nay em quay trở lại với cây long tu xuân đang cánh trắng. Thì cây long tu xuân tím thì chắc là em nói em cũng long tu xuân này chắc là anh cứ chị cũng xem rồi đúng không? Đây là một cái cây long cánh trắng. Đây là cái phần ở trong cùng của môi hoa của nó vẫn màu tím. Còn cánh của nó thì năm cánh là trắng hết. Chị trông thì mọi người có vẻ là nhìn trên ảnh này thì có thể nói là trông hơi hồng hồng, ánh hồng đúng không ạ? Nhưng mà cái này nó bị hất lên là nhiều. Thì đây thì em cũng xin phép bỏ bông đi. Đây. Bỏ cái mùi hoa đi anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng là chính xác cái cánh nó trắng đến mức độ này. Còn cái này thì nó tím. Cái này tím đúng không ạ? Ở trong của nó thì tím. Thì để mà đánh giá một cái bông cánh trắng hay không ấy thì nó có rất là nhiều cái mà anh chị có thể đánh giá. Như cái cây này thì em nhìn bằng mắt thường thì thấy nó màu trắng đục chứ nó không phải trắng trong. Đấy. Chứ còn khi mà nhận định về một cái cây năm cánh trắng hay không ấy thì anh chị cứ vặt nó ra như này xong để cái này lên tờ giấy nhìn là rõ nhất. Nhìn để lên tờ giấy trắng nhìn là rõ nhất. Đấy là cách để chúng ta nhìn nhận về một cái cây nó phải năm cánh trắng thực sự hay không. Cái cây long tu xuân năm cánh trắng này nó cũng là một cây rất đẹp. Nó cũng một trong những cây nó cũng không hẳn là quá hiếm, nhưng mà trong cái dòng long tu xuân thì nó là một cây rất đáng chơi. Đấy, chị thấy cái bộ cánh nó rất đẹp đúng không ạ? Thì còn long tu xuân này nhận biết thì hôm nọ em cũng nói ở trên ý kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy, thì mọi người có thể xem lại những video đó. Thì hôm nay em cũng nói sơ qua thêm, thân của nó thì là màu xanh, có nghĩa là mầm xanh sạch ấy. Đây thì nó cũng có cái mầm xanh sạch ở đây. Đây nó có một cái mầm, anh chị có thể nhìn sơ qua về cái mầm này. Cái mầm này là cái mầm xanh sạch. Đấy, đây là cái mầm của cây long tu xuân. Mầm nó xanh sạch như cái phi điệp vậy. Nhưng mà lên thân của nó, đây anh chị nhìn lên thân nó này. Lên thân của nó thì nó có những cái đốt này và có những cái mắt mà để lên hoa với cả mắt để lên kia đây này. Đấy. Thì những cái mắt này thì nó hơi lõm vào và nó lõm ít hơn là thằng hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì ví dụ cái mắt này như này nhá, anh nhìn thấy độ lõm của nó đến khoảng giữa đây đúng không ạ? Khoảng giữa đây, nhưng vôi thì nó đến tận trên này luôn. Nói chung vôi là nó lõm dài hơn, hoàng thảo vôi nó lõm nhiều hơn. Còn cái cây long tu xuân này nó lõm ít hơn. Đấy là một trong những cái nhận biết của em về cái cây này. Có nghĩa là những cái nhận biết đơn giản nhất. Chứ còn em thì em hay nhìn về thân lá, chứ em không nhìn về cái mắt đấy mấy. Nhìn chung cái mắt đấy nó là một trong những cái yếu tố mà để nói là chúng ta có thể dễ nhận biết được. Bởi cái mắt này nó lõm vào anh chị này. Cái mắt ra hoa nó lõm vào. Đây chị nhìn cái thân trong này thì có thể là nhìn rõ hơn đúng không ạ? Hoặc nhìn cái thân già nó ở dưới này. Đấy, thân già ở dưới. Anh chị nhìn thấy cái mắt nó lõm vào đây. Đấy, lõm vào. Đây cái mắt trong này này. Đấy, nó lõm vào. Thì cái long tu này nó lõm ngắn hơn. Còn cái hoàng thảo vôi thì cái mắt nó lõm dài hơn. Nó lõm sâu vào, dài hơn. Còn cái mùa nở hoa của cái cây long tu xuân năm cánh trắng này thì nó cũng như là những cái cây long tu xuân khác thôi. Mùa nở của nó khoảng tầm độ tháng 2, tháng 3, tháng 4. Nó tùy từng cây. Và từng cây đó thì nó nở như thế nào. Đấy, thì đây là cái cây long tu xuân thì nó nở vào mùa như vậy. Bởi vì nó kéo dài như thế, bởi vì là do trồng chăm sóc và do môi trường của tùy từng nhà thì cây đấy nó sẽ nở vào dịp nào. Thường như trong miền Nam ấy, hay trong Lâm Đồng người ta trồng ấy thì nó nở sớm hơn. Nó có khi là Tết nó đã nở rồi, hoặc là trước Tết, hoặc là sau Tết khoảng tháng gì đấy. Nhưng còn ngoài Bắc mình đa phần là ngoài Bắc Hà Nội là như em Hà Nội đây là đa phần trong Tết thì không có, nó chỉ có nứt nụ thôi. Nhưng khi mà để mà nở được ấy thì phải ra riêng tháng 2. Đấy, có nghĩa là chờ tháng riêng tháng 2 gì đấy. Nó tùy từng cây. Những cây trong miền Nam mà chuyển ra ngoài này thì nó cũng có thể là đúng Tết. Những cây mà Lâm Đồng ấy, cái này là vùng trồng trong vùng Tây Nguyên rất là nhiều. Bởi vì cây này nó phát triển rất tốt, nhưng mà gần như là ra ngoài Bắc thì khí hậu nó không hợp. Nó không hợp bằng trong miền Nam. Trong miền Nam người ta trồng cái này rất là nhiều và rất là phát triển rất tốt và đẹp to.
Nhưng còn ngoài Bắc thì cây này cũng trồng được nhưng mà nó cũng không tốt lắm. Đây mọi người có thể thấy cây em mới trồng lại này. Đấy, thì nó cũng đơn giản này thôi. Đấy, cây nó cũng không to mập như là cây miền Nam đâu, hay là cây trong kia đâu, bởi vì ngoài Bắc trồng nó cũng kém hơn. Nhưng đây như này em thấy nó trồng cũng rất là tốt rồi. Đấy, thì đây là giới thiệu đến mọi người về cái cây Long Tu Xuân 5 cái trắng. Cái này thì nó cũng là một trong những cây dạng đột biến theo những cái quan điểm và cái góc nhìn đột biến cánh thì là năm cánh trắng, bởi vì cây này bản thân của nó là cây màu tím hồng mà có cây tím có cây hồng, nhưng môi hoa của nó vàng, vẫn là vàng, và cái ngoài này là màu trắng thì em cũng xin phép là như vậy. Tại bây giờ đang có loa nói nhiều nên là em sẽ xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các anh chị, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.